Thưa quý vị, tính đến nay, Long An đã tổ chức tiêm vaccine được trên 6.500 người thuộc đối tượng ưu tiên nhóm 1. Tuy nhiên, trước thông tin một nhân viên y tế tại An Giang tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine AstraZeneca, đã bắt đầu xuất hiện nhiều thông tin ý kiến trái chiều loại vaccine ngừa COVID-19 này. Để hiểu rõ hơn thông tin về loại vaccine này cũng như phản ứng sau tiêm, trong chương trình thời sự hôm nay, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Quỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì ông có thể cho biết cái loại vaccine Việt Nam đang dùng để phòng chống COVID đó là loại vaccine như thế nào? Cái vaccine AstraZeneca là một cái vaccine được tập đoàn của Anh phối hợp với lại tập đoàn của Hàn Quốc sản xuất và theo chuẩn châu Âu. Và hiện tại thì có trên 70 quốc gia dùng lãnh thổ của 6 châu lục với khoảng 17 triệu người dân châu Âu đã được tiêm. Riêng ở Việt Nam thì tính thời điểm này trên 60.000 cái người Việt Nam chúng ta đã tiêm. Thì đối với Long An thì gần 6.500 cái đối tượng này thì cái tỷ lệ mà phản ứng thì rất ít. Vậy thì những cái phản ứng sau khi tiêm đó là gì và những cái triệu chứng nó như thế nào? Khi mà vô đưa vào cơ thể chúng ta mà những cái cơ địa mà nó phản ứng mạnh quá thì nó có thể xảy ra những cái phản ứng sau tiêm, đặc biệt như là đau đỏ tại chỗ cũng như là bỏng ngứa, sốt nhẹ, nhức đầu, buồn nôn. Tuy nhiên thì có một cái tỷ lệ rất là nhỏ, khoảng 1/1000 cái trường hợp nó có thể là phản ứng phản vệ sau tiêm. Thì những phản ứng phản vệ sau tiêm nặng này á thì có thể là chúng ta có thể là tùy theo cái trường hợp mà cái cơ địa của người đó phản ứng mạnh quá thì chúng ta có thể là rất là nguy. Tuy nhiên thì ở Long An chúng ta tiêm 4.200 thì chưa có phần cái trường hợp nào mà nặng để mà chúng ta xử lý và bắt đầu cấp cứu. Vậy ông có những cái khuyến cáo như thế nào để cho người dân bớt hoang mang khi mà tiêm vaccine hay không? Trước đó như là chúng ta có tiêm vaccine nào đó mà có cái phản ứng như là ngứa, buồn nôn, mệt mỏi thì chúng ta nên khai báo với lại các bác sĩ để cho bác sĩ đánh giá cái tình trạng. Thứ hai nữa là những cái thuốc mà chúng ta uống, chúng ta chích mà nó có những cái phản ứng nhẹ thì chúng ta cũng nên khai báo với lại bác sĩ khi mà khám sàng lọc, để từ đó bác sĩ mới đánh giá được cái phản ứng của cơ thể của người đó để bác sĩ có cái chỉ định tiêm hay là không tiêm. Vâng, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi lần này. Xin cảm ơn.